câu nói khi livestream vạch trần bất bình đẳng giàu nghèo ở Trung Quốc. Phát ngôn 699 nhân dân tệ không đủ để mua một đôi tất của diễn viên Trương Vũ Kỳ, làm dấy lên tranh luận về chênh lệch giữa thu nhập của người nổi tiếng và cư dân bình thường. Trong chương trình phát trực tiếp gần đây, nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ bán sản phẩm cùng với khách mời Hát Thiệu Văn. Khi Hát Thiệu Văn đề xuất giảm giá chiếc chăn bằng len cashmere có giá 1.699 nhân dân tệ, 238 USD xuống còn 699 nhân dân tệ, 100 USD, Trương Vũ Kỳ lập tức phản hồi, 699 nhân dân tệ. Tôi nghĩ mình còn không mua nổi một đôi tất với số tiền đó. Cuối cùng, sản phẩm được giảm giá xuống còn 369 nhân dân tệ, 51 USD. Câu nói của Trương Vũ Kỳ khi livestream lập tức dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 11 tháng 6, nữ diễn viên xin lỗi, đồng thời giải thích rằng cô chỉ muốn nhấn mạnh giá vải len quá đắt đỏ và một số loại tất bằng chất liệu này không thể mua được với giá 699 nhân dân tệ. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn không lắng xuống. Theo What on Weibo, chênh lệch giàu nghèo, giáo sư Liu Changxin từ Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc cho rằng câu nói của Trương Vũ Kỳ có thể là chiến thuật được người nổi tiếng sử dụng để thể hiện lối sống xa hoa và thu hút sự chú ý. Mặt khác, một số người cho rằng tuyên bố của nữ diễn viên chỉ đơn giản phản ánh sự xa xỉ gắn liền với cuộc sống hàng ngày của các ngôi sao nổi tiếng. Người dùng Weibo bốc giá hàng loạt trang phục và phụ kiện được một số ngôi sao nổi tiếng sử dụng. Ví dụ, quần jean của nữ diễn viên Angelababy có giá 48.500 nhân dân tệ, 6.805 đô la, hay đồng hồ của ca sĩ Vương có giá tới 16,8 triệu nhân dân tệ, 2,3 triệu USD. Giáo sư Lưu lý giải khoảng cách thu nhập đáng kể giữa người nổi tiếng và cư dân bình thường ở Trung Quốc khiến phát ngôn của Trương Vũ Kỳ gây tranh cãi dữ dội. Thu nhập của người nổi tiếng ở xứ tỷ dân được cho là rơi vào khoảng 2,08 triệu nhân dân tệ trên ngày, khoảng 291.000 USD. Ước tính này bắt nguồn từ việc nữ diễn viên Trịnh Sản được cho là kiếm được 160 triệu nhân dân tệ, 22,35 triệu USD khi tham gia bộ phim Thiến Nữ U Hồn, với trung bình 2,08 triệu nhân dân tệ trên ngày trong 77 ngày. Mặc dù trường hợp của Trịnh Sản có thể được coi là ngoại lệ, nhiều ngôi sao nổi tiếng có thu nhập đáng kể, có thể là 100 triệu nhân dân tệ, 14 triệu USD trong 6 năm, 8 triệu nhân dân tệ, 1,1 triệu USD trong 4 ngày, hoặc 1,8 triệu nhân dân tệ, 252.000 USD cho mỗi tập phim góp mặt. Ngược lại, thu nhập trung bình của người dân Trung Quốc là 36.882 nhân dân tệ, khoảng 5.100 USD vào năm 2022, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Sống ở thế giới khác, đây không phải lần đầu tiên phát ngôn của người nổi tiếng về giá cả gây tranh cãi. Trong chương trình Tạp kỷ 50km Tao Hugo năm 2021, khi nữ diễn viên Song Đan Đan đề xuất chi phí ăn uống hàng ngày là 650 nhân dân tệ, người 91 USD, Tô Man, cựu tổng biên tập của Harper Bazaar Trung Quốc, thốt lên 650 nhân dân tệ thực sự không đủ. Chúng ta nên có những bữa ăn ngon hơn. Tôi không thể hài lòng với thực phẩm chất lượng thấp như vậy. Trong khi đó, một số khán giả cho biết 650 nhân dân tệ có thể trang trải chi phí ăn uống của họ trong cả tháng. Không ít ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc dường như không chỉ sống ở thế giới khác, nơi mọi thứ đều đắt đỏ hơn, mà còn định nghĩa về nghèo đói rất khác. Diễn viên Vương Truyền Quân từng cho biết anh chỉ còn 1 triệu nhân dân tệ, 140.000 USD trong tài khoản ngân hàng ở giai đoạn khó khăn nhất về tài chính. Điều này khiến anh đau khổ. Tương tự, ca sĩ Trần Dịch Tấn bày tỏ sự bất an trong đại dịch COVID-19 khi tài khoản ngân hàng chỉ có 30 triệu SKD, 3,83 triệu USD, với thu nhập 5.000 nhân dân tệ trên tháng, khoảng 700 USD. Bạn có thể tích lũy 60.000 nhân dân tệ, 8.383 USD trong một năm. Theo giả thuyết, nếu nghỉ hưu ở tuổi 60 mà không phải trả bất kỳ chi phí sinh hoạt nào, bạn có thể tiết kiệm được 3,6 triệu nhân dân tệ, khoảng 503.000 USD, một người chỉ ra. Tuy nhiên, viễn cảnh này có vẻ xa vời với nhiều người trên khắp Trung Quốc, đặc biệt khi sống ở các thành phố nhỏ. Họ phải vật lộn để đạt thu nhập hàng năm là 60.000 nhân dân tệ. Hiện tại, bình luận của Trương Vũ Kỳ về chiếc tất 699 nhân dân tệ vượt qua cuộc tranh luận đơn thuần về việc liệu cô có đang phô trương sự giàu có của mình hay không. Nó trở thành chất xúc tác khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý tưởng bình đẳng trong xã hội. Hôm nay, tôi bắt gặp những người công nhân ngã lưng trong bóng râm dưới cái nóng như thiêu như đốt. Gương mặt họ gầy guộc, quần áo lấm lem, thật trớ trêu khi họ làm việc chăm chỉ mà thậm chí có thể không kiếm được 699 nhân dân tệ một ngày. Với thực tế như vậy, sao có thể không bức xúc? Một dân mạng chia sẻ.